Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video của em. Và trước khi vào video thì xin kính chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại Hoa Viên cũng như là gần mộ cậu Năm Vũ Linh mọi người ơi. Hiện tại thì thấy rất là nhiều bạn được Hoa Viên trong buổi sáng nay chở đến mọi người. Đã để vào một phần cậu Năm cũng như gặp đã được che từ ngày hôm qua. Và bây giờ thì xin mời mọi người theo chân em nha, đến mộ phần của cậu Năm nha. Và bây giờ thì mời mọi người theo chân em di chuyển vào bên trong. Wow, ở đây là mấy chú hù nè, ăn cỏ nè, dễ thương quá. Rồi, hiện tại chở vàng, chở một chục cái vàng lại luôn. Rồi, quá trời vàng luôn rồi. Vàng quá trời vàng rồi. Trời ơi. Hôm nay là tôi sẽ live stream ở đây. Hello. Hello anh. Em rất là nhiều bạn luôn, không có hai bạn hả? Trời ơi, thì thấy có hai ba cái bạn ở đây nè mọi người. Hoa Viên đã chở đến rồi mọi người ha. Siêu nhân hả? Đây thì bạn đã chở lại rồi, thì không biết là khi nào cúng rồi mọi người. Đó, trải khăn bạc lên rồi nè, đó, trải khăn bạc lên rồi nè. Tin nghe ten ten rồi đó mọi người. Như là chút xíu nữa cúng nha mọi người. Xem rồi cho em xin một like, một đăng ký nha.
hiện tại thì không biết khi nào mà trúng, khi nào trúng thì em sẽ livestream quay phim cho mọi người xem nha. Sau video này thì em sẽ đi thắp hương cho cậu Năm cũng như là chú ở đây, một phần ở đây. Đây đâu rồi, em hay để máy trên đây với lại bên mộ bên kia. Và mộ ở đây, và mộ bên đó mọi người. Bốn ngôi mộ này là bốn ngôi mộ từ lúc mà em xuống đây quay video mộ cậu Năm. Bây giờ thì giờ cũng 7 giờ rưỡi mọi người. 7 giờ rưỡi rồi. Cũng nãy cũng thấy chưa thấy khán giả nào hết. Bây giờ mọi người cho em xin một like đăng ký nha. Giờ là em đăng ký ở đây luôn rồi đó. Bây giờ là chú Tiểu đã xuất hiện. Đâu rồi chú Tiểu, đâu rồi? Sao lại mày lại đây nữa? Chạy cho ngay chứ mà cái camera của tao. Qua đây nè. Mày quay cái gì mà trên đầu tao mày? Qua đây nè. Sai người à. Hiện tại thì mấy anh em trở lại công việc giống đây là 3 tháng trước. Là ở ngay một phần của chú này. Và chú. Nói chung ra đây là ba chú một bà phù hộ cho con nha. Chứ mặt chú Tiểu không biết đang làm cái mặt chú Tiểu ơi. Để là thắp hương nha mọi người. Chú Tiểu cầu nguyện cái gì đây? Mới đây 4 chút rồi à trời. Mới đây 4 chút rồi kìa. Ghê vậy? Like ghê trời. Hiện tại chú Tiểu đang thắp hương nha mọi người. Rồi mọi người cho em xin một like đăng ký nha. Rồi tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người video sau nha.